các bạn đang có chiếc LG PK3 mà tình trạng của nó là bị lỗi chân sạc nhá. Không sạc thì hôm nay mình sẽ có một bài chia sẻ nhanh cho anh em về cách sửa cái dòng này nha. Đấy, dòng này thì nói luôn là ông nào mà có đồ thì sửa, còn không có đồ thì tốt nhất là không nên sửa nhá. Bởi vì cái chiếc này bây giờ mới mua rất là rẻ rồi. Có linh kiện thì hãng sửa cũng không thôi. Chưa mà mang đi sửa cái công ship đi ship lại nó tốn tiền lắm. Và sẽ tháo hết bốn ốc này cho mình nhá. Dòng này là thuộc phân khúc giá rẻ của anh Sony, thành ra quên lại Sony, của LG. Đấy, giá rẻ nhưng mà trang bị ở trong là một khối pin rất là bự luôn. Rẻ nhưng mà pin thì to. Nghe châu bò. Trong phân khúc này thì nghe là chấp nhận được, chứ còn nói về hay cũng phải hay, gọi là nghe được rồi. Đấy, nghe thì chấp nhận được. Pin thì châu. Ít có cái chiếc nào nó bé như chiếc này mà lại pin nó to như vậy các bạn ạ. Tức là rất bé nhưng mà hãng có trang bị cái viên pin bên trong rất là to các bạn ạ. Tức là đúng phân khúc ngon bổ rẻ cho anh em, nhưng mà chiếc này thì được cái điểm là rất hay hỏng IC sạc. Một là IC sạc, hai là cái phần cái cổng tai si để sạc ấy, là cũng rất hay hỏng. Đấy, hãng loại thiết kế kiểu hơi dở một chút. Nên các bạn nào mà xác định mua dòng này thì mà bị hỏng ấy thì hầu như là tốt nhất là lên mua chiếc khác chứ cũng không nên sửa. Đấy, phân khúc giá rẻ mà cái gì cũng có bên trong luôn, nhét đủ các loại. Kêu to lắm, nghe đã tai, khỏe cực kỳ. Ở mỗi bên này các bạn sẽ tháo cho mình là bốn cái con ốc che nắp, sau đó là đến tiếp tục là 8 hay 10 con ốc ở vị trí vòng quanh này. Mình sẽ tháo hết ra nhá. Đấy, tháo một bên các bạn sẽ thấy được bên trong của thiết bị phải nói là cực kỳ nét luôn. Ở trong là trang bị hai viên pin lipo, bạn ạ, nhìn thấy bạn nhìn pin lipo cho hai viên chưa? Pin này lắp ở vị trí này rất dễ thay luôn. Thay cũng dễ. Tức là nói chung là cái bộ này nó là thuộc dạng loa nhỏ gọn nhẹ, cơ động cao, giá rẻ, nghe to. Hãy dùng là phải cẩn thận thôi. Giữ gìn cho nó thì chạy bền. Nhưng mà tỷ lệ hỏng nó cũng không cao đâu các bạn, thấp. Chứ còn hãng họ sản xuất thì cũng không muốn để hỏng rồi. Đấy. Những cái dòng này thì tuyệt đối anh em chú ý là đừng có vừa dùng vừa sạc nhá. Bệnh của nó rất hay xảy ra lúc mà mình vừa dùng vừa sạc ấy. Đây là cái bệnh kinh điển của dòng này. Cứ vừa dùng vừa sạc là hay bị lỗi. Ở một phía còn lại thiết bị các bạn sẽ thấy ở đây nhá. Ở đây trang bị cho các bạn là cái hệ thống pin đấy nhá, pin cực kỳ dễ thay luôn. Anh em tháo cho mình cái ốc này ra rồi nó rút cái pin ra là xong, thay pin. Đấy, nhỏ gọn nhẹ, loa công suất cao, pin lại dễ thay. Ở bên này thì sẽ có hai cái cáp nhá, anh em chú ý này. Ở đây cái phần cuối này, ở đây là sẽ có một chân là cho anh em DC in này, port này, reset này, tức là cho phép reset lại cấu hình này. Mấy chân sạc ở đây, đây là những cái vị trí quan trọng nhất của bộ này. Bộ này mà muốn tháo ra được thay chân sạc thì hầu như là bạn phải tháo hết ra nhá, bung hết sạch mới ra được. Tháo bằng sạch luôn. Tháo cả loa, tháo cả mặt ra thì mới ra được hết cái bộ này. Nó nằm ẩn sâu bên trong luôn rồi. Hai cái mặt rìa này bóc xong nhá, thì các bạn sẽ tháo cho mình hai cái mặt trên này. Hai mặt trên là các bạn bậy ra nhá, bậy ra là ra được, sau đó các bạn bậy tiếp ra khung bên này. Đấy, thì bên này nó sẽ có một phần là phần sạc nằm ở đây. Một phần là cáp nút reset nằm ở đây, một phần là cổng AUX nằm ở đây hết này. Đấy, hệ thống cổng USB thứ nhận nó báo hết trên này luôn. Rồi bạn rút chân cho mình nhá. Rút nhẹ nhàng êm ái thôi, không là nó đứt dây. Cáp kiếc đây nói chung làm cũng đẹp, cẩn thận lắm. Đấy, ra hết khối phía dưới nhá. Khối này ra xong thì anh em sẽ tháo ra thay cho mình cái này. Đây cái bộ này đang bị lỗi cổng USB này. Cái bộ này rất là may mắn là chỉ lỗi cổng chân tai si thôi, chứ còn hỏng nặng hơn nữa thì khó sửa lắm. Bởi vì không có đồ thay đâu. Thường chỉ có giã xác mới có đồ thôi. Đây ra nhá. Tai si xong này. Ra bây giờ mình sẽ lấy một cái loa khác, và hoặc là các bạn mua được cái chân sạc của nó ấy, cắm vào là xong rồi. Nên là lại sạc bình thường. Ở đây mình sẽ lấy một cái mạch ở cái loa hỏng khác mình thay vào nhá. Đấy, cái cách này cách nhanh nhất cho anh em muốn sửa mà lại không muốn chọc ngoáy nhiều, là kiếm cái xác loa khác cắm vào là xong rồi. Cái loa này thì là bị hỏng mất cái chân sạc tai si này. Thì cái mặt này nó cũng đẹp như nhau, nó cũng không có xước sát cả, thì mình lấy luôn cái mặt này. Mặt này nó có cả cái phím reset, port in và DC nhá. Cái quan trọng nhất cái cổng tai si nó còn nguyên này này. Thế là xong rồi. Đấy, các bạn gắn vào vị trí cũ thôi là xong. Đây. Cứ đúng dây nào lắp dây cho mình thôi. Tắt máy đi nhá cho nó an toàn. Ông nào mà an toàn nữa thì rút hẳn pin ra thì nó bền hơn, tức là tránh nguy hiểm sốc điện đấy.
lại cắm với cho mình thôi. Đầu tiên là cắp cái nối trước nhá, lại lại cắm vào vị trí cũ. Cái cáp này thì đúng là nhiều ông sử dụng máy chẳng chưa dùng bao giờ, cái này dùng để nâng cấp hệ thống nhá, nâng cấp phần mềm hãng dùng thôi, chứ còn thật ra thì ít khi ông nào dùng, chả là dùng cái này. Cắm vào máy tính sau đó có phần nâng cấp phần mềm lên cho chiếc LG PK3 này thì dùng đến cái này, nhưng mà cái này ít dùng, hầu như là không dùng. Cái này phải tháo rồi, cắm hơi khó, nó sát quá, tháo ra mới cắm được cái cổng đi vào, cổng mới rút ra được, nhưng mà cắm vào khó. Đây, cắm dây vào như này nhá. Cắm dây xong này. Cắm cáp này. Cắm thêm cái cổng cấp nguồn này. Đây phải cổng cấp nguồn là cổng sạc nhá. Bộ này là chạy tại cổng taxi nên cho cả sạc nhanh luôn anh em ạ. Anh em cần cắm một cái sạc rất là bốc luôn. Nhanh đầy cực kỳ. Thường thì sạc nhanh cũng ít ông nào dùng. Sạc nhanh quá thì nó lại nhanh chai pin. Rồi xong nha. Đấy, bắt cho mình hai ốc vào. Đóng lại nhá. Ở đây nó có lẫy này, nắp đúng lẫy vào được. Lẫy trên lẫy dưới này. Đấy, đóng vào và lẫy nhá. Đấy, xong lẫy là xong, ăn chặt luôn. Kiểm tra sạc trước khi là đóng lại chặt hết máy. Đây, về quá trình thay chân sạc xong nha anh em, rất đơn giản thôi anh em, có cái chân sạc cũ thì thay luôn vào là xong, chứ còn cũng không có sửa đâu. Bởi vì hàng này nó thuộc phân khúc giá rẻ nên khuyến cáo là không nên sửa. Hỏng thì nên mua chiếc khác. Sau đó là còn cái linh kiện thì giã xác mà bán thanh lý thôi thì là ok hơn. Chứ còn đi sửa lằng nhằng lắm. Cái công chuyển đi chuyển về rất là tốn rồi. Này còn chưa kể cái phần thay ấy, thay mấy cả hàn xì thì nó rất là lâu. Mà linh kiện hàng này rất độc quyền, ngay cả cái chân taxi này. Độc quyền cực kỳ luôn, khó kiếm lắm. Cái chân này trước mình tìm mãi chả ra được.